Cháu chào bác ạ. À, chào bác. Có thể giới thiệu cho cháu họ tên và bác bao nhiêu tuổi được không ạ? À, bác tên là Lê Văn Hà, ở 93 phố Thuốc Bắc và năm nay 64 tuổi. Thì bác đã từng làm công việc gì nào? À, công việc của bác trước đây là bác làm nghề giáo, thế sau này về lập công ty và bây giờ là bác là một cái công ty. Dạ vâng. Thế bác có thể cho cháu biết là từ thời điểm nào thì bác bắt đầu phát hiện là mình có các cái vấn đề về xương khớp? À, về cái bệnh này ấy, thì bác có một quá trình rất dài. À, cái năm bác 39 tuổi thì một lần bê một khúc gỗ thì thấy tiếng khục ở sau lưng, thế và nó rất đau, lan tỏa xuống chân. Thế thì cái thời đó nó còn chưa có, ở trên đó nó trên Tây Bắc nó chưa có nhiều các cái phương tiện chữa, cho nên là chỉ là tiêm rồi là trường ngại cứu. Thì sau một thời gian thì nó cũng đỡ, thế nhưng mà về sau này khi mình về già thì cái bệnh đó nó thường xuyên phát triển. Thế trước khi lên đến với nhà thuốc Đỗ Minh Đường để thăm khám và chữa bệnh ấy, thì bác đã từng điều trị bằng các cái phương pháp gì chưa? À, cái phương pháp thông thường ấy, trước đây ấy, thì bác có mấy cái phương pháp là đi châm cứu, bấm huyệt, rồi kéo giãn, thế rồi là uống thuốc bắc, rồi thậm chí là cái thời ngày xưa là còn có cao rồi các thứ là bác mang ra bác uống, thế nhưng mà cái bệnh nó vẫn không thi chuyển. Đến lúc biết tới nhà thuốc Đỗ Minh Đường và đến đây thăm khám thì lương y Đỗ Minh Tuấn có cái khai liệu chụp của bác cho bác như thế nào? Nói về bác sĩ Đỗ Minh Tuấn ấy, thì nó cũng là một cái cơ duyên, đây cũng hơi nói xa một chút là bác đăng các cái bài viết trên Facebook thì bác sĩ Đỗ Minh Tuấn là xem và thấy là đề nghị là kết bạn. Thế thì bác có cái cơ hội là tìm hiểu thêm về nhà thuốc này và thấy rằng là họ có 5 đời là kinh nghiệm, thứ hai là chuyên về một số lĩnh vực chứ không ở đây không chữa bệnh nhiều bệnh mà chỉ có một số bệnh thôi. Thế cho nên là bác thấy là có cái sự tin tưởng thì bác đến đây. Hiện tại thì bác đang áp dụng liệu trình điều trị thoái hóa cột sống thì sao? Hiện nay thì bác hôm nay thì bác vừa qua là 10 ngày bấm huyệt của bác sĩ Châu ở đây. Thứ hai là bác uống theo cái đơn thuốc của bác sĩ Tuấn là có 3 loại là gan, thận và xương. Thế thì mình đến hôm nay phải nói là tư tưởng rất thoải mái, cái bệnh tình nó cũng đã lui, nhưng chưa hẳn, nhưng mà nghĩa là hôm nay mới là 15 ngày thôi. 15 ngày. Vâng. Và mình vẫn đang tiếp tục áp dụng. Vâng, vâng. Thế khi ở nhà sử dụng bài thuốc thì bác cảm nhận như thế nào khi sử dụng bài thuốc? Bác thấy cái bài thuốc có cái nó không tác dụng ngay, thì sau khoảng độ một tuần thì thấy rằng là cái ngủ của mình nó yên giấc hơn. Thứ hai là cái hoạt động của thận khi mà mình bài tiểu ấy, thì thấy nó dễ hơn. Đấy, và cái xương khớp thì nó dần dần nó nhẹ đi. Những cái tê bì nó trước nó sâu thì bây giờ nó nông hơn. Thì bác thấy là cái tiến triển. Thế thì cũng phải nói như này là mình thấy là nó dễ chịu thì bác có giới thiệu 3 người. Hôm nay là đấy, cháu thấy là bà thông gia cũng đau vải, thế bà xã nhà chú, thế và một người nữa, thì là cũng là vì mình tin tưởng thì mình giới thiệu họ đi. Dạ, vâng. Tin tưởng đã an tâm sử vâng. Dụng trong lúc mà áp dụng liệu trình 10 ngày ban đầu trong cứu bấm huyệt thì trong quá trình 10 ngày đấy bác cảm nhận được sự tiến triển như thế nào của xương khớp mình? À, những cái đau ở những cái điểm trên cơ thể thì mình chỉ biết là đau, nhưng khi bác sĩ Châu bấm vào và châm vào thì mới thấy là các cái điểm đó là nó chối, thế nhưng mà từng bước thì thấy nó nhẹ đi và thấy rằng là cái việc bấm đó nó không đau tức nhiều như nữa, thì bác nghĩ là nó sẽ giảm. Rồi bây giờ bác vẫn đang tiếp tục để áp dụng điều trị ở tại đây.
Vâng, thì cháu xin cảm ơn sự chia sẻ của bác về quá trình thăm khám bệnh và chữa trị bệnh. Mong là bác sẽ giữ gìn được sức khỏe và khỏi bệnh ạ. Vâng, thế rất cảm ơn nhà thuốc và xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Tuấn. Dạ vâng.